Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tiểu tử, ngươi vừa thi triển đó, có phải là thiên sát bộ hay không? Tiểu nhân tham kiến công chúa. Gay rồi, sao lại gặp ả ngay lúc này chứ? Diệp vô địch, ngươi tưởng ngươi giấu ta được à? Công chúa sao lại nhận ra? Gay rồi, nhà đầu này đang lừa ta. Bởi vì chuyện của Ngưu Ma Thần nên tư duy của ta có hơi loạn, không ngờ lại bị lừa. Ơi, trong thiên hạ có chuyện gì giấu được công chúa cơ chứ? Ngươi không phải là Diệp Vô Địch, sao lại biết dùng thiên sát bộ? Nếu đã là dùng ra rồi thì động tác cũng không thể nào thay đổi được. Kéo chân được ngươi thật không dễ gì đâu. Mau lên xem, ôn lại chuyện cũ với bồn công chúa đi nào. Tiểu công chúa, lâu lắm không gặp. Giờ ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là hồi cùng, phụ hoàng triệu kiến ta. Đừng gọi ta là tiểu công chúa, ta còn không nhỏ đâu. Ta không còn nhỏ đâu. Ấy đúng lúc, có thể trà trộn luôn vào trong cung với ả này. Cố nhân tương kiến, thậm thị hân hoan. Quả này tặng cho người đó. Thiên kiêu quả, ngươi lấy đâu ra vậy? Có nó ta có thể gia tăng thần thể. Ngươi thích nào được, mau ăn đi. Quý giá quá. Vô cùng bất hưởng nộc, vô công bất hưởng nộc, sao lại lấy không chứ? Không ngờ ngươi năm đó tự xưng là nghèo tới mức chỉ có mỗi tiền kia, không phải là tiểu công chúa hay sao? Giờ cũng có ngày nhận đồ của người ta mà thấy ngại ư? Bổn công chúa cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa chưa bao giờ chiếm tiện nghi không của người khác. Dù gì cũng chẳng biết đã chiếm tiện nghi của ta bao nhiêu lần rồi, giờ còn có mặt mũi nói. Ơi đau. Coi như ta đã hiểu lầm người, đền cho người đồ ăn ngon này. Quả này vừa nhìn là biết bất phàm, không hợp đâu. Hai ta ai khách sáo với ai, quan tâm làm gì, ăn đi. Ấy, còn phải trông chờ người đưa ta trà trộn vào hoàng cung mà. Tiểu tử ngoan, thành ý đủ đó, trở về ta sẽ cảm ơn ngươi thật là đàng hoàng. Đúng rồi, ta lâu lắm rồi chưa tới hoàng triều Chu Tước, gần đây có chuyện gì lớn xảy ra hay không? Còn có chuyện gì lớn thì thiên ngoại thiên kia đó. Phụ hoàng vốn muốn nhanh chóng công đánh Thái A đại thế giới, không ngờ lại liên tiếp thất thủ, tổn thất mấy vị đại tướng thần mình. Trước mặt Thái A đại thế giới và đại quân tinh nhuệ của phụ hoàng dẫn theo còn trong trạng thái đóng băng. Đến thái tử Khương Thái Thượng đều đi chi viện rồi. Bây giờ hoàng triều Chu Tước đã chia lực lượng ra để tới An ạ, để tới Thái A đại thế giới, một khi thất bại sẽ tổn thất thê thảm. Lúc này nếu có người xâm nhập vào hoàng triều Chu Tước, các ngươi phải làm sao? Đừng đùa, có thế lực nào dám vào hoàng triều Chu Tước đây? Dù có thì tứ đại hoàng triều cũng bàng quan đứng nhìn. Với lại phụ hoàng có để lại con át chủ bài vẫn luôn phòng thủ. Khương Tuyết, con bài mà người nói có phải là đại trận nào đó bảo vệ hoàng triều hay không? Viên châu trận nhãn mà Ngư Ma Thần bảo ta đi nấy, chẳng lẽ chính là con át chủ bài của đại đế Chu Tước? Sao ngươi biết? Ơi, tiểu tông đều có đại trận hộ sơn, chứ đừng nói nào đến hoàng triều, có thể đoán ra dễ thôi. Đây là chuyện cơ mật tối cao của Chu Tước, ta không thể nào nói rõ cho ngươi nghe được. Có thể nói cho ngươi, chỉ có chuyện này, một khi đại trận canh giữ khởi động, dù là gặp kẻ địch mạnh thế nào thì hoàng triều Chu Tước cũng có thể chịu được trong vòng 1 năm. Được, vậy ta đoán đúng rồi. Đại trận canh giữ liên quan đến tồn vong của hoàng triều, một khi bị công phá thì sinh linh sẽ lầm than, ta nên làm sao? Bỏ đi, chúng ta nói chuyện vui đi.
Nhưng ngươi gả cho Phong Hy rồi. Gì mà ta gả cho chứ? Rõ ràng là nàng ấy cứ muốn gả cho ta mà. Nhưng chúng ta chỉ là danh nghĩa mà thôi, chỉ là quan hệ lợi dụng. Chẳng trách ta nói mà, Phong Hy là thần mình, sao lại nhìn chúng người? Hóa ra chỉ là lợi dụng nhau. Nhưng có vẻ người ta đã nhìn chúng ta thật rồi. Nhũ nương, phụ hoàng triệu kiến ta, bạn của ta giao cho ngươi tiếp đãi đó. Điện thất công chúa Hoàng Triều Chu Tước. Lão hiểu rồi. Đợi ta về, không được chạy lung tung đâu đấy. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu tử, ngươi là Diệp Minh. Đúng, bà là. Ta là nhũ mẫu bên cạnh của công chúa, tuy xuất thân thấp kém, nhưng coi công chúa như là con đẻ. Ta khuyên ngươi đừng có ý gì với công chúa, nó không thể nào bị ngươi làm vấy bẩn được. Ấy, bà hiểu lầm rồi, ta không có suy nghĩ gì quá phận với công chúa đâu. Với lại, ta đã là phò mã của Hoàng Triều Thanh Long rồi. Như vậy thì tốt. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, sẽ có người khiến ngươi hối hận. Gì cơ, ta chưa từng có suy nghĩ này. Tiểu Minh giúp ta tìm ba thứ. Là băng cơ thảo, ngọc cốt hoa, bất não tuyền. Tìm thấy thì nghĩ cách mang cho ta.